Trong thời điểm hiện tại, mẫu xe Honda SH với hai phiên bản 125 và 160 đang được rất nhiều người dùng Việt Nam chúng ta quan tâm và hiện tại nó đang một mình một ngựa trên thị trường các bạn nha. Không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp và thông qua video ngày hôm nay bằng hai phiên bản, thấp nhất là phiên bản màu trắng các bạn đang theo dõi trên 125 phanh kết hợp CBS và một phiên bản màu xám đen cao cấp nhất, giá tiền cao nhất trong thời điểm hiện tại. Top 5 sẽ thông báo giá cụ thể cũng như review đôi chút về hai mẫu xe này, đưa ra kết luận lựa chọn. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Giờ các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản màu trắng đen trên mẫu xe Honda SH 125 trang bị phanh kết hợp CBS của năm 2023. Mới nhất luôn, với cặp mâm màu đen các bạn có thể theo dõi cụ thể. Thiết kế thì rất đẹp và kể cả trong thời điểm hiện tại, phiên bản 125 và phiên bản 160 kết cấu thiết kế là tương tự giống nhau. Chỉ khác nhau một chút ở phần khối động cơ cũng như một số những cái tính năng như ứng dụng kết nối với thiết bị thông minh qua ứng dụng My Honda Plus các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp phiên bản màu trắng đen này tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh. Các bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình. Một màu chắc trắng tinh khôi rất đẹp luôn, các bạn có thể theo dõi. Và mình thấy rằng trong thời gian vừa qua, phiên bản màu trắng dường như được khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm và lựa chọn rất nhiều. Quan tâm lựa chọn rất nhiều các bạn nha, với phiên bản màu trắng rất đẹp ở đây. Và cái phiên bản 125 ấy, mình có thể chia sẻ thêm đến các bạn là phiên bản này trang bị hệ thống phanh kết hợp CPS và ngàm phanh của nó là 3 bít tông thay vì 2 bít tông trên những phiên bản phanh ABS. Đấy, có thể phân biệt rõ giữa hai mẫu xe như vậy. Và phân biệt qua logo, những mẫu xe phiên bản 125 nó sẽ không có logo 125, còn phiên bản 160 nó sẽ có các bạn nha. Tí nữa thì mình sẽ quay thêm phiên bản thể thao màu xám đen trên 160 để các bạn có thể theo dõi một cách kỹ hơn và chi tiết hơn. Khối động cơ vẫn là SP cộng mới của năm 2023. Rất đẹp phải các bạn, quá đáng để quan tâm rồi. Khối động cơ thì cơ bản không thay đổi quá nhiều so với cái khối động cơ trước đây. Đây, các bạn có thể theo dõi phần cốp xe. Với việc di chuyển bình xăng ra phía trước, chiếc xe của các bạn đang theo dõi có một chiếc cốp rất rộng, kết hợp với đó là hệ thống sạc điện thoại ở phía bên trong cốp xe các bạn nha. Rất rộng rãi luôn. Đây là một cái tính năng tiện ích mà gần như những mẫu xe đối thủ trong phân khúc này gần như là không có. Các bạn có thể lưu ý như vậy, bình xăng đưa ra phía trước. Hiện tại trên những cái phiên bản cao cấp nhất của SH là SH 350i cũng vẫn để phần bình xăng bên trong cốp xe, nên cốp xe của nó sẽ không rộng như cái phiên bản 125 và phiên bản 160 ở đây. Cái thứ hai nữa mình đánh giá rất cao trên mẫu xe này là được thiết kế cặp phuộc phía sau làm rất cân đối và đẹp, đem đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho khách hàng Việt Nam chúng ta. Mặt đồng hồ full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe đều chứa được loại đầy đủ các bạn nha. Vẫn có idling stop này, loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha và hệ thống khóa thông minh smart key được áp dụng trên cả hai phiên bản 125 và 160. Trong thời điểm hiện tại với mẫu xe Honda SH này thì mình luôn khuyên các bạn, đặc biệt là người tiêu dùng Việt Nam chúng ta, hãy sử dụng xăng A95 các bạn nha, làm nhiên liệu cho cái mẫu xe Honda SH ở đây. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình đang được bán với mức giá bán hiện tại trong thời điểm này là 79.200.000 đồng. 79.200.000 đồng cho mẫu xe Honda SH phiên bản màu trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Quá là ok rồi. Trong khi đó thì phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS sẽ có giá bán hiện tại đã nhỉnh lên rồi, 92.200.000 đồng trong thời điểm hiện tại với phiên bản 125 trang bị phanh chống bó cứng ABS. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua mẫu xe Honda SH phiên bản thể thao màu xám đen các bạn đang theo dõi trên màn hình với một thiết kế màu sắc rất đẹp các bạn nha. Phiên bản 125 cũng sẽ có cái màu sắc tương tự như thế này, kể cả phiên bản màu xám đen lẫn phiên bản màu đen nhám, các bạn có thể lưu tâm lưu ý hơn. Và ở phiên bản năm 2023 thì Honda có trang bị cho nó một số những cái điểm nhấn quan trọng như là phần tem xe ở phần từ phần mão đầu đèn xuống đến ốp mặt nạ phía trước của xe được sơn màu đỏ này, cùng với đó là ngàm phanh phía trước, giảm sóc phía sau lẫn logo của xe cũng được sơn màu đỏ các bạn nha, để tạo sự tương phản đối lập trên những cái phiên bản cao cấp nhất. Trước đây là giải tem màu bạc, nay đã thay thế bằng tem màu đỏ rồi. Đó là cái sự khác biệt. Còn lại cái khối động cơ trên phiên bản 150 trước đây với cái phiên bản 160 hiện hành là tương tự giống nhau, không khác biệt nhau quá nhiều, gần như là giống nhau 100% luôn. Cho ra công suất mô men xoắn cũng tương tự như vậy. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên mình là phiên bản cao cấp nhất, lên được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh và cụ thể.
ngàm phanh phía trước với hai bít tông thôi các bạn nha, sơn màu đỏ. Còn logo 160i cũng được xuất hiện trên phiên bản lần này để nó phân biệt rõ giữa 125 và phiên bản 160. Khối động cơ với lại SP cộng cùng logo SH được sơn màu đỏ này và giảm sóc đôi phía sau được sơn màu đỏ các bạn nha, tạo điểm nhấn cho mẫu xe này. Phía dưới của xe trên những phiên bản màu đen nhám và phiên bản màu xám đen ở đây sẽ có cái logo SH to bản. Các bạn có thể nhìn sự trau chuốt đến từ cái logo trên mẫu xe Honda SH, một mẫu xe gần như là cao cấp nhất ở thị trường xe Việt Nam chúng ta ở phân khúc 150 các bạn nha, đến 160. Gần như là một mình một ngựa ở thị trường Việt Nam chúng ta và không có đối thủ. Với những bạn nào điều kiện kinh tế tốt một chút, các bạn có điều kiện nhiều hơn, các bạn có thể lựa chọn mẫu xe này. Đi nó sẽ khỏe khoắn hơn, có phần tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản 125. Nhiều bạn hỏi là tại sao khối động cơ 125 lại ăn xăng nhiều hơn so với 160? Thì mình đã có một video nói rất cụ thể rồi. Hiện tại thì khối động cơ 160 ở đây, nhưng xác xe của nó gần như tương đương với phiên bản 125. Chính vì vậy, cái mức tiêu nhiên liệu của nó sẽ thấp hơn so với phiên bản 125 các bạn nha. 125 thì khối động cơ nhỏ nhưng xác xe nặng, do đó đi sẽ tốn nhiên liệu hơn so với phiên bản 160 với xác xe nhẹ ở đây. Đấy, mình có thể đưa ra luôn cái dẫn chứng cụ thể như vậy để các bạn nào lăn tăn còn muốn hỏi, các bạn có thể tham khảo thêm thông qua video này. Mặt đồng hồ tương tự này, các nút chức năng phím bấm cũng tương tự, vẫn có chìa khóa thông minh Smart Key. Nhưng trên phiên bản 160 này sẽ có cái ứng dụng kết nối với thiết bị thông minh qua ứng dụng My Honda Plus, các bạn có thể lưu tâm lưu ý hơn. Đây là một cái tính năng cũng khá là ok trên mẫu xe Bluetooth các bạn nha, ứng dụng kết nối Bluetooth luôn. Đây là chìa khóa thông minh Smart Key mới. Trên những mẫu xe Honda SH thì hệ thống chìa khóa này bảo đảm tính an toàn khá là nhiều. Tương tự như phiên bản 125 thì phiên bản 160 cũng có cho nó cái chiếc cốp cũng cực kỳ rộng, tương tự giống nhau. Cốp rất rộng để được rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong cái phần cốp xe này, cũng có cả cổng sạc. Trong phần cốp xe các bạn có thể theo dõi cho mình luôn. Bình xăng di chuyển ra phía trước, bình xăng cũng khá là lớn trên cái mẫu xe Honda SH ở đây. Trong thời điểm này thì như mình đã nói rồi, với những bạn nào có điều kiện kinh tế tốt một chút thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản 160 ở đây. Còn với những bạn nào mà thích dòng xe Honda SH mà chưa có đủ điều kiện về kinh tế thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản 125 các bạn nha. Hiện tại trong thời điểm này 125i kết cấu thiết kế tương tự giống 160i, nó chỉ khác ở phần khối động cơ như mình đã nói rồi, cũng như một số những cái tính năng trang bị tiện ích mà thôi, cũng sẽ có những cái màu sắc tương tự như này để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Và đó là một số những nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp gửi đến bạn thông qua video này. Các bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe các bạn nha, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của đại lý 02133878838 hoặc 0969188283, kể cả ở Honda Hòa An lẫn xe máy Lai Châu đều đang bán mức giá bán rất là ok cho các mẫu xe các bạn đang theo dõi với hai phiên bản Honda SH 125i và Honda SH 160i trong thời điểm hiện tại. Rồi, cảm ơn rất nhiều của mình. Nếu các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.